7 chiến thắng liên tiếp, suýt nữa thì cân bằng được cái kỷ lục 8 chiến thắng liên tiếp của Nam Định cũng như là Sông Lam Nghệ An. Anh có cảm thấy tiếc cái kỷ lục này không ạ? Bởi vì rất là nhiều người mong muốn là năm nay phải dài không những vô địch mà phải vô địch đẹp và phá hàng loạt cái kỷ lục. Seven game cut in chấp we nearly the best choice to break the record Nam Định and Sông Lam before. But today the score draw you feel the a little bit not free because we if we win this game we own the record. Thank you for your patience. Yeah, this is about you cannot beat it before the match. I think everybody want to get the record, but football today we try to do the best. Yeah, but I think I want to appreciate the Indian team also. They come here, they fight, and then they want to get the point from our home field. Yes, that is so today we have lucky also. We don't lose. We get 1 point. And that is the football. Sometimes we play away game, we get 3 points. Many game. Make our team over confident also. Yeah. But I think football sometimes can win, sometimes can draw, sometimes can lose. But today we don't lose and we get 1 point. That's it. Đối với trận đấu ngày hôm nay thì đội bóng của chúng tôi thì thực sự ra nói trong bóng đá thì khi chưa kết thúc trận đấu thì chúng ta không thể đoán trước điều gì, và bất cứ đội bóng nào cũng thế, khi mà giành nhiều những chiến thắng thì rất là mong muốn tạo ra những cái kỷ lục mới. Thế nhưng hôm nay đội Bình Dương là được chơi rất tốt, và đội hôm nay chúng tôi hôm nay thực sự là cũng may mắn vì không thua, cho nên là mọi người cũng đã làm nhiều vất vả rồi, và cái đó là cái sự may mắn của chúng tôi là không thua trận đấu như thế này. Để bóng đá mà tôi không thể nói biết trước được. 7 chiến thắng liên tiếp thì chắc chắn là mọi người đều kỳ vọng là Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục nối dài cái kỷ lục của mình, nhưng mà ngày hôm nay đội chỉ có được 1 điểm. Ông có nghĩ rằng cái đây là một cái kết quả cần thiết để toàn đội có thể giảm bớt cái áp lực ở hiện tại? After 7 game continuing win, already draw, we think that is a good news for our team and more bad balance for the team that was we cannot win all the games. Football, we cannot win any game. That is the football. Now we do the best already in this season. Yeah, and then I talk to the player today. Just do the best and try to do. Because if we win, we stay the top. If we draw, we stay the top. If we lost, we stay the top. But this is the 1 point. That's the maybe 1 point can change it. Our team is a success. Maybe, but now we have 6 games more. Not only first leg. Now we need six games more. Now we qualify to the Champions 6 team already. Yeah. But now we just focus 6 games. Yeah, that's why I never talk about the target. Trong bóng đá thì thực sự giao nói thì không thể nào mà trận nào cũng thi đấu cũng giành thắng lợi cả. Có những trận có thể đá tốt. Tốt, nhưng mà đối với trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi dù trong tình huống nào, dù thắng dù thua dù hòa thì chúng tôi vẫn ở cái vẫn là vị trí đứng rất đầu, và chúng tôi sẽ trong tới đây thì kết thúc trận một thì chúng tôi đang đứng đầu bảng một, nhưng mà còn trận hai nữa, tổng số còn 6 trận nữa, nhưng chúng tôi là tiếp tục tập trung là từng trận đấu, bởi vì chính vì điều đó mà chúng tôi cũng chưa bao giờ đề cập đến những cái mục tiêu lớn lao. Hôm nay thì Tuấn Anh chơi cũng 15 phút thôi, thì anh đã nghĩ anh như thế nào về cái chiến thuật của đội? I just come back from injury. Last one game, last two game, Tuấn Anh is just substitute and then play 20 minutes and up to 30 minutes. And today I want to give a chance for him to play first 11, 45 minutes, and then we share will. I think make fit for him, yeah, because I want to keep his confidence. Yeah, that is it. Tuấn Anh thì cũng mới trở lại sau chấn thương thôi, cho nên là cái nhiệm vụ của anh với tôi là muốn đưa Tuấn Anh vào từng bước một, 10-15 phút, 20 phút, và cho đến ngày hôm nay thì khi mà chấn thương Tuấn Anh đã hồi phục tương đối tốt thì anh với tôi tạo điều kiện cho các cơ
nhìn nhịp độ thi đấu trong mùa giải, bởi vì đó là mức cần thiết để đưa ra anh trở lại. Với một lịch thi đấu tương đối dày như bây giờ mà BKMX Bình Dương có hơn Hoàng Anh Gia Lai được ngày nghỉ, thì ông có nghĩ rằng đấy là cái lợi thế về mặt thể lực giúp cho Bình Dương có được một điểm này? The schedule is very tight the week, but before game we will have more one day for rehabilitation. Yeah. Do you think that is a big problem? I think no, because the same. Because any team the same, because 10 day 3 game. I think you do not put enough. You see, our team is so okay, nobody cram. Nobody grab. That's just, we must keep the our standard. Yeah. Anh cũng không cho rằng là đó là một lợi thế đâu, bởi vì trong cái mật độ thi đấu dày này cũng khoảng 10 ngày 3 trận thì cũng các đội thì cũng sẽ bị rất nhiều, nhưng mà hiện nay trong trận đấu ngày nay yêu cầu của chúng tôi vẫn rất là ok, bởi vì không trường hợp nào cho rút cả. Và Bình Dương thì rõ ràng là các bạn như đã thấy trên sân thì không đảm bảo. Anh đánh giá như thế nào về sự trưởng thành của Xuân Trường với chiếc băng đội trưởng từ đầu mùa giải cho đến How do you assess the mother Xuân Trường? He picked the captain and how about his follow up? Build up the his skill and yeah. Because I booking our team is four captain. Xuân Trường, Phương, Tuấn An, Văn Toàn. Some game he played that's it, I want to give proud of them. And we can choose four, maybe time also next year, maybe. But now we have four captain. That's it, like, for I think he's good performance. He's confident. Đối với chúng tôi thì hiện nay là cũng bầu ra là tới 4 đội trưởng, có thể đôi khi là các anh nữa, tạo cho các bạn những cái sự tự tin cũng như là cái sự gọi tự hào về cái vai trò trách nhiệm của mình trong đội bóng, và tất cả đều đã có sự tiến bộ trong riêng thì trường hợp của Xuân Trường. Đây là trận đấu đầu tiên của V-League năm nay mà có cả ở Hoàng Gia Lai có 4 đội trưởng trên sân, thì không biết là ông có thể cái bản thân ông đánh ông sau cái quá trình mà quan sát các cầu thủ, ông thể đánh giá là sức mạnh của Hoàng Gia Lai sẽ như thế nào khi mà có đầy đủ 4 cầu thủ này trên sân? Long Thăng Long, this game Hoàng Gia Lai there are 4 captain play you the same together. Mm-hmm. But how do you assessment about the Hoàng performance in the game and in the future when 4 captain play game? Playing the same game? Yeah, we are the team. We have the teamwork, we have the team tactical. I think any game is same. Yeah. Just a leader in the field. Four captain can work with me when all of them go to the field. We can send a message, send the tactical. Sometimes captain can help me also. Đối trường hợp bốn đội trưởng ra sân ấy, thì thực ra mà nói thì cũng không có sự khác nhập biệt nhiều, bởi vì chúng tôi thi đấu theo chiến thuật và mọi người đã hiểu theo cái chiến thuật của cùng chơi. Nhưng mà tuy nhiên là bốn đội trưởng trên sân thì đương nhiên họ có sự chia sẻ với nhau và tất cả về sự giúp đỡ và tình huống nhân sân cũng như là về mặt về chiến thuật thì cũng sẽ là tốt hơn. Huấn luyện viên của Bình Dương thì nói rằng là họ rất là may mắn khi mà có được điểm ngày hôm nay, và anh ở dưới căn phòng thì anh cũng đã nghe rõ rồi. Tại sao anh lại nghĩ rằng là đội anh may mắn mà không thua? Đấy có phải là một cái sự gọi là quá là khiêm nhường không? Coach Bình Dương say the they lucky we they had one point in the game. Yeah. But Zico say same our team lucky. When we draw at one point, is that the handle about the our situation? Football, sometimes we need lucky also. You see, when we draw first half, and then the second half, Bình Dương have chance to score our team in the middle. That's it, we lucky. Of course,
when we hit the bar, we don't unlucky also. Unlucky. But football sometimes. Yeah, that is why today 1 point for me and 1 point for Hong Yong Lai. That's it. It's reasonable. Và đối với trận đấu hôm nay thì có những cái tình huống đúng là thực sự ra nói là cũng bởi vì lắc chúng tôi may mắn là bởi vì có những tình huống mà bóng chạm xa và là đội bạn Trịnh Dương cũng không cản và chúng tôi ngược lại cũng có những tình huống chạm xa và đội Dương cũng may mắn là không bị thủng lưới. Thì đó là bóng đá, đôi khi là hai đội đều có sự may mắn. Em khá là hay để ý cái cảm xúc của anh khi mà những trận đấu kết thúc thì anh cười rất là nhiều, anh rất là vui. Hôm nay em cảm nhận là cái niềm vui đấy của anh nó hơi ít. Có điều gì khiến anh cảm thấy không hài lòng ngày hôm nay không ạ? Every game after finish game when the team win, he look political very be careful, look the close emotion very enjoy every game. But today game we draw. But he see you a little bit now enjoy. You can explain. Yeah. Actually, if get 3 points, maybe smile more than this. Yeah. But draw, how can to smile a little bit? Okay. But the total, we have one more game. Quảng Ninh. The target is first leg. We stay the top. And then national team go to play World Cup qualify. We have time. And then the target is the first leg near the top. That is a success already. And then all of them must prepare for the next second round. Yeah. 5 more game. If you want to get champion, for me, my target is a top 3. It's done. If all of them want to get the champion, must working, work hard together. That is the next. Yeah. The second round. Yeah. Yeah. Thì đúng là khi mà những trận đấu mà Hòa không giành được thắng lợi tuyệt đối thì thực sự ra nói thì cũng khó ai mà có thể cười tươi được mãi. Thế cho nên là hôm nay cái cảm xúc cũng là bình thường thôi. Trước mắt chúng tôi sẽ còn một trận đấu nữa đối với trận Quảng Ninh để kết thúc giai đoạn 1 và để cho các tuyển thủ quốc gia chuẩn bị lên đường để phục vụ quốc gia. Như lúc đầu đã nói thì mục tiêu của anh Diego đến lúc ban đầu cũng chỉ là nằm trong top 3 thôi. Và nếu như thế này thì coi như rõ ràng là gần như hoàn thành rồi. Cho nên là cũng không vấn đề. Còn nếu muốn vô địch thì tiếp tục chúng tôi phải phấn đấu nữa. Em muốn hỏi một câu vì anh vừa nói đến đội tuyển quốc gia. Hoàng Anh Gia Lai sẽ có rất nhiều những cầu thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ sẽ phải thi đấu cả 3 trận. Và cái sự bào mòn về mặt thể lực nó sẽ là một vấn đề. Rồi anh lại không có đủ nhân lực cho những buổi tập luyện để chờ giai đoạn 2 của V-League trở lại. Đấy có phải là vấn đề mà anh lo lắng nhất không? After the first year, Germany recall the national team. Yeah. And he think most of them will play full 3 games. Yeah. And after playing many games like this, don't feel afraid our players power down. Mm-hmm. And in the middle of season, you still not have got enough the player training together. Yeah. That is the problem for you really about it. My responsibility, my job is how to build up my player to strong enough for serve to national team, serve to Mr. Park. If they play for national team, they must 100%. All of them must proud because national team is a target is to go to the next round. They want to go there, qualify to the next round. For me, some player that stay here, they must know we are the professional. We must make the balance. We must keep fit for them. I don't know. Some player maybe overload or get injury or not. I don't know. But some substitute stay here or some key player stay here. Must good prepare. That's why we have the 5 more games in the single leg. You have chance already. Now you stay the top. You must thinking. You want thinking like that. Đối với trường hợp như của đội bóng chúng tôi thì việc mà chuẩn bị nhiệm vụ của anh cô là chuẩn bị thể lực một cách tốt nhất ở mức chuẩn để cho phục vụ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam để các bạn ấy hoàn thành nhiệm vụ. Và khi các bạn đã thi đấu nhiều như thế thì đó là một sự tự hào rất lớn cho bản thân các bạn cũng như cầu thủ.
Còn nhiệm vụ của anh Dương ở nhà thì sẽ giúp cho các cầu thủ tập luyện để giữ gìn thể lực và để chuẩn bị cho những năm trận tiếp theo. Okay, next game we try to get the point and then stay the top in the first leg. That's it, our success. Okay, okay. Okay. Cảm ơn nhiều. Good luck. Okay, thank you. Một lần anh trả lời đấy. Okay. Vậy là hôm nay kia sắp đã kết thúc phần đồng của mình. Ở đây cũng là những hình ảnh cuối cùng trong chiếc clip của mình. Tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình xin phép khép lại video trong ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở Quảng Ninh nha.